truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tập 92. Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối tuần, nhưng mà thầy muốn dành buổi sinh hoạt hôm nay để nói với các em một điều rất là khủng khiếp. Đó là sự lai căng, một sự du nhập của làng âm nhạc K-pop. Sao lại gọi là lai căng? Nói mấy ông đó. Bởi vì sao? Bởi vì K-pop hiện nay có sức ảnh hưởng quá lớn, quá khủng khiếp đối với giới trẻ, đã làm ảnh hưởng đến gu âm nhạc của các em và thẩm mỹ của các em. Chính vì vậy hôm nay thầy muốn dành buổi họp hôm nay để cho các em tìm hiểu về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thầy muốn tổ chức buổi này để làm gì? Nhằm mục đích là để cho các em định hình lại phong cách âm nhạc và tôn vinh văn hóa dân tộc. Chết mấy ông. Tôi thật sự không hiểu. Đa phần trong các em chữ Hàn một chữ không biết. Biết cái thầy. Nói mà có hiểu không? Là nghĩa gì? Appa đó là papa đó là. Đó, trong các em cũng đã tự các em phản đối các em rồi. Có nghĩa là các em một chữ Hàn các em không hề biết chính xác nó là gì. Đúng rồi đó. Biết mà thầy. Cho nên hôm nay tôi muốn các em tìm hiểu lại âm nhạc Việt Nam. Trong khi đó có rất nhiều bài ca bất hủ đi cùng năm tháng, nhưng mà bị các em lãng quên đi. Đương nhiên là trong lớp của chúng ta còn vẫn còn những bạn vẫn còn yêu K-pop lệch lạc và suy nghĩ. Có thể nói là hơi một chút xíu đi lệch hướng về gu âm nhạc. Nhưng mà còn có những bạn rất là đồng tình với tôi. Thì tôi tin rằng âm nhạc truyền thống Việt Nam chắc chắn sẽ được hồi sinh. Thầy cho em có ý kiến thầy. Thật ra thì trong lớp của mình nó có hai cái gu âm nhạc. Một bên nó là thích âm nhạc truyền thống Việt Nam, còn một bên thì thích âm nhạc K-pop. Thầy nếu như mà thầy chê bai âm nhạc K-pop nó không có ý nghĩa gì thì em nghĩ là cũng không đúng. Tại vì mỗi người có một gu, một sở thích. Thì tụi em á thích âm nhạc K-pop nhưng mà vẫn không có chê âm nhạc Việt Nam. Cho nên là thầy cũng đừng có chê âm nhạc K-pop của tụi em nha thầy. Em đi. Trước tiên là thầy muốn đính chính ở đây rằng thầy không hề chê K-pop. Nãy thầy chê không luôn á. Thầy chỉ nói là một điều là các em không hiểu về K-pop. Các em không hiểu thì tại sao các em lại yêu thích? Chính vì như vậy, có rất nhiều đêm thầy đã trăn trở, suy nghĩ. Thầy đã đặt ra hai câu thơ như thế này: trăm năm Kiều vẫn là Kiều, K-pop thảm họa là điều đương nhiên. Mấy em vừa nhảy cái gì đó? Nhảy lại cô coi. Nhảy lại nhanh lên. Vậy đó cô, được không cô? Cô không la tụi em á cô. Cô không ngờ từ mái tóc cho tới điệu nhảy rất là giống nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Rất là tuyệt vời. Ủa cô, vậy là cô cũng biết nhóm nhạc Super Junior đó hả cô? Thời buổi này ai mà chẳng yêu K-pop. Với lại mấy em nhìn tóc của cô đi. À tóc này của cô giống à. Cái bộ trang phục cô đang mặc là giống à SNSD nè. Đúng không? Trời ơi. Nhìn cô á, chắc cô thích nhạc Hàn Quốc lắm đúng không? Nói cho em biết, cô còn là một admin của fanpage hỏi những người cuồng K-pop. Cô
cô chính admin của cái trang đó, tức là người mà hay update những thông tin ở trên trang đó đó hả cô? Phải như á, thầy cô nào cũng yêu nhạc K-pop như cô thì tốt biết mấy ha. Dạ. Em nói vậy là sao? Dạ thưa cô, thầy Văn Tích á, thầy không có thích nhạc K-pop. Ủa, nói gì giống nói thầy mình. Thầy muốn hướng tụi em tới dòng nhạc truyền thống Việt Nam. Đúng rồi đó cô, trời, ba cái nhạc đó hả, chỉ để cha mẹ ông bà nghe thôi, còn những người trẻ như tụi em vậy á mà kêu nghe ba nhạc đó sao nhét vô đầu nổi cô. Lại là thầy Văn Tích, chắc là gió đã cuốn thầy trở về thế kỷ 19 rồi, nên là các em muốn nghe nhạc gì tùy thích. Thầy có nói gì cứ nói với cô giúp. Dạ. Trời đất, rồi xong. Em nghe nhạc tiếp đi. Hai, ba. Dừng chân trên bến khi chia nắng chưa phai, khi xe thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếu sống với từ nơi chân nhau đến nơi này, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. La chú tao học hành đi, nghe mấy cái K-pop này vô bổ lắm. Ừ nè, bây giờ nha, tôi nói cho mà nghe. Ủa, tôi nghe K-pop đúng không? Mà tôi học đàng hoàng, ok. Biết bao nhiêu bài á về dân tộc Việt Nam truyền thống hay thật là hay, không chịu nghe. Không ý nghĩa nữa. Mấy người nhạc nghe thì qua bên hàng xóm thôi. Ờ, qua bên hàng xóm. Cầm chi qua hàng xóm, đó là sở thích của tụi. Không ai mở nhạc lên nhảy tiếp đi. Có chuyện gì mà các em căng thẳng quá vậy? Em chào thầy, chào cô. Có chuyện gì mà cô cũng căng thẳng quá vậy? Cô mấy bạn này đang nghe nhạc Hàn Quốc rồi, nhưng mấy bạn này nhảy vô hát và chân ca cô nghe sến quá cô ơi. Tự nhiên cái nghe xong nhảy nhót không ra cái gì hết trơn á. Nhạc truyền thống Việt Nam là một cái nhạc rất là hay, tự nhiên cái đúng vậy. Em Tiên nói đúng. Nhạc Việt Nam mang âm hưởng dân ca, là nhạc hướng các em đến những điều chân thiện mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Còn nhạc K-pop, cô có bảo đảm là nó sẽ tồn tại mãi thời gian hay không? Không. Thầy không thể nào nói theo một cách chủ quan duy ý chí như vậy được. Tại sao thầy bắt tụi nhỏ nghe những thể loại nhạc mà tụi nó không hề thích, trong khi K-pop không hề xấu? Cô có dám chắc là không xấu hay không? Bởi vì tôi từng chứng kiến những fan cuồng của K-pop chờ đợi ở sân bay đến ngất xỉu. Đúng rồi. Như vậy thì là sao? Thầy, tôi đang thấy là thầy đang khó chịu vì cái dòng nhạc yêu thích của thầy bị mê mờ bởi làn sóng dữ dội của K-pop. Thầy đang chê bai và nói những điều không đáng có. Không phải là không đáng có mà là có. Báo chí đã đăng rầm rầm rồi. Với lại tôi chỉ muốn hướng các em, hướng học trò của tôi đến một nền âm nhạc thuần túy. Đúng vậy. Thuần túy bằng cách là thầy bắt bọn nhỏ nghe những thể loại chúng không hề thích. Ý của cô nói như vậy là muốn hướng học trò của mình đến một thứ âm nhạc hỗn độn, thiếu tính văn hóa và thẩm mỹ như vậy hay sao? Thì nói gì thầy nói được hả? Có gì đâu không được. Sao mà hỗn độn gì lắm như vậy? Tự nhiên nhạc như mà thầy hiệu trưởng tôi. Cả lớp. Nghiêm. Chúng em kính chào thầy ạ. Hờ, tất cả ngồi xuống. Hai em cũng ngồi xuống. Tôi xin lỗi. Mời thầy cô dạy đứng ở bên kia. Cảm ơn thầy. Lúc nãy tôi đứng bên ngoài có nghe tranh luận giữa thầy Văn Tích và cô Đại Ngọc cùng với các em về đề tài âm nhạc K-pop và nhạc dân tộc. Thầy có một vài điều muốn được cùng chia sẻ với mọi người. Âm nhạc là một thể thức rất là kỳ lạ, có thể làm cho chúng ta khóc, cười, thậm chí là la hét vì cảm xúc. Cho nên bản thân âm nhạc không hề xấu. Ở một khía cạnh nào đó,
thầy Văn Tích không cho các em đam mê nhạc K-pop là vì hiện nay rất nhiều bạn trẻ đam mê nhạc K-pop quên cả việc gia đình và lơ là trong việc học. Nhưng thầy khẳng định nhạc K-pop và những người yêu nhạc K-pop không hề xấu. Đúng rồi, đúng rồi thầy. Khi các em nghe một dòng nhạc nước ngoài, ngoài việc các em mở mang kiến thức về âm nhạc, các em còn hiểu thêm được về mặt văn hóa, về phong tục tập quán. Hiện nay có rất nhiều ca sĩ Hàn Quốc tới Việt Nam làm từ thiện, và thầy biết cũng có rất nhiều bạn trẻ làm theo thần tượng của mình sống tốt hơn. Còn về dòng nhạc dân tộc thì phải nói thường thì thích hợp cho thầy hoặc là cha mẹ ông bà của các em, nhưng ở độ tuổi này á mà có các bạn nào thích nghe nhạc dân tộc thì thật sự là một điều rất đáng mừng và khích lệ. Thầy xin khẳng định chính âm nhạc đã đem lại cho chúng ta gần gũi hơn. Vì vậy các em hãy nghe và thưởng thức âm nhạc một cách có văn minh để tránh bị đánh giá là những người không có văn hóa. Bằng cách này các em cũng chứng tỏ cho thần tượng biết là các em hiểu và thích những sản phẩm âm nhạc của họ. Tất cả im lặng. Dù cho các em thích đam mê thể loại gì đi nữa, nhưng các em phải nhớ một điều là phải coi việc học quan trọng nhất. Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, thầy yêu cầu các em là phải ôn thi cho thật tốt để đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Các em nghe rõ chưa? Còn thầy Dâm Tích và cô Đại Ngọc, cái sai của hai người là không tạo ra được hướng đi đúng đắn cho các em, mà còn theo các em tạo ra những mâu thuẫn không tốt. Thầy cô đã thấy cái sai của mình chưa? Sau giờ học tôi yêu cầu hai người xuống vào phòng gặp tôi có việc. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Thầy xin chào các em. Trước phía anh dường. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ